Trước đó, chiều ngày 30 tháng 10 theo giờ địa phương tại thủ đô Riyadh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Ả Rập Xê Út nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế ngang tầm chính trị, ngoại giao giữa hai nước. Tiếp Bộ trưởng Đầu tư Ả Rập Xê Út Khalid bin Abdulaziz Al Khalid, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong hội đàm với Hoàng Thái Tử, Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman với tinh thần coi trọng thời gian và trí tuệ, hai bên đã thống nhất nâng tầm quan hệ hai nước, trong đó có hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối hai nền kinh tế. Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng quan tâm, thúc đẩy đàm phán nhanh hiệp định bảo hộ đầu tư giữa hai nước, trao đổi kinh nghiệm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, hấp dẫn, sớm thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư trực tiếp và cụ thể hóa các nội dung bằng kế hoạch hành động, đưa ra các mục tiêu cụ thể để thúc đẩy quan hệ đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới. Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng, Bộ trưởng Đầu tư Ả Rập Xê Út cho biết, các cơ quan, doanh nghiệp Ả Rập Xê Út sẵn sàng tích cực thảo luận với các cơ quan đối tác của phía Việt Nam để đẩy nhanh tiến độ đàm phán, thống nhất các văn kiện hợp tác, triển khai các dự án trong các lĩnh vực mà Thủ tướng đã đề cập. Bộ trưởng và đại diện các doanh nghiệp lớn của Ả Rập Xê Út tham dự cuộc tiếp đã trình bày các cơ hội, đề xuất các ý tưởng, kế hoạch hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là hà lan, điện, chuyển đổi số, sản xuất xe điện. Tiếp ông Faisal bin Fahim Al Ibrahim, Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Ả Rập Xê Út, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ và Bộ Công Thương Việt Nam khẩn trương làm việc với nhau, phấn đấu trong thời gian ngắn nhất, hoàn tất các đàm phán hiệp định, góp phần đưa hợp tác kinh tế lên ngang tầm với quan hệ chính trị, ngoại giao, truyền thống 25 năm quan hệ Việt Nam-Ả Rập Xê Út và mong muốn cả hai bên trên tinh thần đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện có kết quả cụ thể. Bộ trưởng cho biết sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch, lộ trình hợp tác kinh tế với các thỏa thuận cụ thể trong từng lĩnh vực như hiệp định về bảo hộ đầu tư, hiệp định thương mại tự do, thu hút đầu tư, các thỏa thuận về phát triển nông nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản như ý kiến của Thủ tướng. Ngay sau cuộc tiếp, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế và Kế hoạch Ả Rập Xê Út đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế thương mại, qua đó thiết lập cơ chế hợp tác dài hạn giữa hai bên trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, đầu tư và kinh tế số.